Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 12 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đoàn đại biểu vùng Kalovivari Cộng hòa Séc. Xã Trưng chắc huyện Văn Lâm Trọng bàn giao đất cho doanh nghiệp Quỳnh Trang. Bà Phạm Thị Bảy, thôn Phú Kệ 3, xã Phú Cường, thành phố Hương Yên, tấm gương sáng vì cộng đồng. Trồng hành hung vợ và con dâu, rất cần sự lên án của cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác vùng Kalofi Fari, Cộng hòa Séc về hợp tác xuất khẩu lao động trong lĩnh vực y tế đào tạo, đầu tư sản xuất kinh doanh và hợp tác đối ngoại. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác vùng Cariveri đã trao đổi về các nội dung tuyển y tá cho các bệnh viện vùng Cariveri, tuyển học sinh nghề cho các trường vùng Cariveri, triển khai dự án sản xuất ô tô Skoda và nhà máy sản xuất phân phối ô tô Golden trên địa bàn tỉnh, xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa công an tỉnh và công an vùng Cariveri. Theo đó, y tá được tuyển dụng vào các bệnh viện vùng Cariveri sẽ được hỗ trợ về nhà ở và chế độ bảo hiểm xã hội đối với học sinh sang học nghề sẽ được đào tạo trong 3 năm. Sinh viên không phải đóng học phí. Khi có bằng nghề sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp tại Cộng hòa Séc và các nước châu Âu và có thể tiếp tục học liên thông lên đại học. Công an vùng Cariveri sẽ mời Công an Hưng Yên sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phóng ủng hộ chủ trương thành lập dự án sản xuất ô tô Skoda, đề nghị đại diện công ty Skoda tìm hiểu cụ thể và xây dựng kế hoạch hợp tác với công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt, doanh nghiệp đang hợp tác liên doanh sản xuất ô tô Mark Ager của nước Cộng hòa Beirut tại huyện Kim Động trong việc liên doanh sản xuất ô tô thời gian tới. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để liên doanh sản xuất ô tô Skoda sớm thành hiện thực chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định ngành y tế của vùng carivari có trình độ cao nhu cầu hợp tác sẽ rất lớn tỉnh ủng hộ việc hợp tác của ngành y tế hai tỉnh ngành y tế hương yên sớm có kế hoạch liên kết để cử đội ngũ y bác sĩ sang vùng cariveri đào tạo nâng cao trình độ bên cạnh đó đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền lựa chọn hướng dẫn các quy trình thủ tục đào tạo cơ chế để tuyển các y tá sang làm việc tại vùng cariveri Việc tuyển sinh cho các trường vùng Cariveri, tỉnh giao cho các doanh nghiệp có chức năng phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội chấp nối để thực hiện và tháo gỡ các khó khăn về visa nhập cảnh cho sinh viên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý về chủ trương xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa công an tỉnh và công an vùng Cariveri. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tiếp lãnh đạo tham tán kinh tế thương mại, Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam về tỉnh tìm hiểu tiềm năng thế mạnh quy mô sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Minh Quang cảm ơn đoàn lãnh đạo tham tán kinh tế thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc đã về Hưng Yên tìm hiểu và đi thực tế khảo sát để tăng cường hiệu quả cũng như mở rộng hợp tác xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Hưng Yên sang Trung Quốc đồng chí giới thiệu những mặt hàng kênh quả đặc sản của hương yên như nhãn vải chuối hàng năm có sản lượng lớn chất lượng ngon sẽ được xuất khẩu sang trung quốc nhiều hơn nữa thời gian tới hương yên tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu giới thiệu sản phẩm thông qua các hội trợ thương mại quy mô toàn cầu được tổ chức tại trung quốc hương yên kế kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm tháo gỡ những bất cập còn tồn tại trong xuất khẩu vận chuyển hàng hóa nông sản hoa quả vào trung quốc trong đó có nhiều sản phẩm được sản xuất tại hương yên ngày 11 tháng 6, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thành và Đào Văn Thăng ở xã Nghĩa trụ huyện Văn Giang, cùng dự lễ trao huy hiệu có lãnh đạo huyện ủy Văn Giang. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa trụ, sinh năm 1924, được kết nạp vào Đảng ngày 6 tháng 3 năm 1948. Đồng chí Đào Văn Thăng, thôn 12, xã Nghĩ Chủ, sinh năm 1930, kết nạp Đảng năm 1949. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đình Hào đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thành và Đào Văn Thăng đồng chí chúc mừng và ghi nhận công lao đóng góp của hai đồng chí đối với đảng nhà nước. Đồng chí mong rằng với bề dày kinh nghiệm của mình, đồng chí Nguyễn Văn Thành và Đào Văn Thăng tiếp tục tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đội bộ đảng, tích cực tham gia giáo dục thế hệ đảng viên trẻ và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Sáng nay, trường chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018. Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, vụ trưởng vụ các trường chính trị học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi có 5 đội là học viên đang học tập tại các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính ở các huyện Kim Động, Phù Cử, Văn Lâm, Khói Châu, Tiên Lữ. Mỗi đội trải qua 3 phần thi, gồm giới thiệu, biểu diễn tiểu phẩm về xử lý một tình huống giải quyết thực tiễn liên quan đến chương trình học tập diễn ra tại cơ sở với chủ đề bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới, sinh hoạt tri bộ, công tác dân vận và phần thi trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Hội thi góp phần đánh giá thực chất việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị của các lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường. Kết thúc hội thi, ban giám khảo trao một giải nhất cho các thí sinh đến từ lớp K70 huyện Quái Trông và cho hai giải nhì, hai giải ba cho các đội còn lại. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 3 dự án luật và 2 nghị quyết, trong đó có luật an ninh mạng. Với 423 đại biểu bấm nút tán thành, chiếm 86,86% ,86 tổng số đại biểu Quốc hội đã chính thức thông qua luật an ninh mạng. Với 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật An ninh mạng điều chỉnh về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Các quy định đáng chú ý trong luật là yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ tại Việt Nam đối với dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài tham gia các hoạt động này và đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Luật cấm tổ chức hoạt động cấu kết, sử dụng mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, với số phiếu tán thành cao, Quốc hội tiến hành thông qua luật cạnh tranh sửa đổi, luật tố cáo sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trong thời gian vừa qua, một số báo phản ánh về việc xã Trưng Chắc huyện Phan Lâm chậm bàn giao đất cho doanh nghiệp sau 8 năm có quy định thu hồi đất để thực hiện dự án. Theo đó, năm 2010... Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quỳnh Trang được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho triển khai dự án khu thương mại và dịch vụ tại thôn Tuấn Dị và có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án với diện tích thu hồi trên 2.000 m2 là đất chuyên trồng lúa. Sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, công ty Quỳnh Trang đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định. Tuy vậy, từ đó đến nay, công ty Quỳnh Trang vẫn chưa được bàn giao hết mặt bằng. Nguyên nhân do hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn chưa giải phóng và bàn giao hai thửa đất số 21 và số 22. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng của tỉnh huyện và chính quyền xã xác định đây là đất lấn chiếm. Trước tình trạng này, tại hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt hiệp hội doanh nghiệp và các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu huyện Văn Lâm và xã Trưng Trắc sớm xử lý giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng có mặt bằng để triển khai dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao thanh tra tỉnh thanh tra việc sử dụng đất đai trên địa bàn xã Trưng Trắc. Hiện nay trên địa bàn xã An Viên huyện Tiên Lữ có khoảng 400 hộ dân trước đây được chính quyền xã giao bán đất trái thẩm quyền, trong đó có nhiều hộ xây dựng lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi. Điển hình như gần chục hộ ở sông Cột, kênh 61, dọc theo đường 72. Các hộ này được chính quyền xã giao thầu đất từ trước năm 2000. Tuy là đất chưa hợp pháp, nhưng ở đây đã có hàng chục nhà được xây dựng, nhưng chính quyền không có biện pháp kiên quyết để ngăn chặn tình trạng xây dựng trên đất giao trái thẩm quyền. Cá biệt, có gia đình xây nhà từ 3 đến 5 tầng như nhà ông Thích, gia đình Hồng Viết, gia đình Thơm Thế. Trong đó, có hộ lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi kênh 61, Cùng với đó, một số hộ này đã lấn chiếm kênh tưới N4 để làm công trình phụ hoặc làm biến dạng mặt kênh. Tuy vậy, chính quyền xã An Viên không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, sau 7 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Mỹ Hào không chỉ có 100% số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, mà với 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, huyện cũng đã hoàn thành. Từ những thành tựu này đã tạo ra diện mạo một huyện năng động và phát triển toàn diện, mức sống của người dân được nâng lên. Từ năm 2011 đến nay, huyện Mỹ Hào đã huy động trên 3.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, trong đó nhân dân các xã đóng góp trên 10.000 ngày công lao động và hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Hiện huyện Mỹ Hào đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch tại 13 đơn vị hành chính, trong đó có 12 xã đã được bổ sung giả soát quy hoạch 1 trên 500, đặc biệt là những xã được quy hoạch trở thành phường đều được bổ sung quy hoạch chi tiết. Về giao thông, huyện đã được đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đến giai đoạn 2025 với 3 tuyến quốc lộ chạy qua như quốc lộ 5A, quốc lộ 38 và quốc lộ 39 được lưu thông với 2 tuyến đường tỉnh và 8 tuyến đường huyện. 100% các tuyến đường liên thôn liên xã trong huyện cũng đã được đầu tư cứng hóa bằng bê tông, đảm bảo giao thông thuận lợi. Các tiêu chí về thủy lợi, điện, y tế, văn hóa giáo dục, môi trường, an ninh trật tự xã hội được quan tâm và đáp ứng từ đủ đến vượt điểm so với quy định đối với huyện nông thôn mới, như 72 trên 72 thôn khu phố có điểm sinh hoạt văn hóa khang trang, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, được sử dụng nước hợp vệ sinh. 41 trên 46 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Những thành tiệu này được người dân ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về đường, về điện, hết đi. Ở thôn mình văn hóa văn nghệ, thì văn hóa văn nghệ thì tuyệt vời đó. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện cũng được ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Huyện hiện có 8 làng nghề được công nhận. Nhiều làng nghề đã phát triển nhanh chóng về số hộ làm nghề, mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, đồng thời thành lập các hợp tác xã để tăng cường tính liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt cho đến nay, trong huyện đã có nhiều xã tiến hành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển như xã Nhân Hòa, Phùng Trí Kiên và Minh Đức, v.v. Từ 2015 đến 2018 là phải thực hiện về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu và cũng phải khẳng định rằng là xây dựng nông thôn mới chủ thể phải là người dân với bức tranh và mảng màu sinh động trong đảm bảo an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mỹ hào đang từng ngày khởi sắc từ những quyết sách đúng đắn trong thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng huyện nông thôn mới. Bà Phạm Thị Bảy ở thôn Kẻ Châu Ba xã Phu Cường thành phố Hưng Yên những năm qua đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương hai vợ chồng bà phạm thị bảy xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhà nghèo ông bà phải bươn trải làm nhiều nghề để nuôi dạy bốn con ăn học nhưng bằng ý chí vươn lên các con của ông bà đã trưởng thành và hiện đều ra nước ngoài làm việc tại các công ty lớn có điều kiện về kinh tế, bà Bảy luôn vận động các con tích cực gửi tiền tham gia ủng hộ, hưởng ứng các hoạt động của xã thôn, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2012 đến nay, gia đình bà đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng xây dựng các công trình của địa phương, trong đó ủng hộ 50 triệu đồng tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, 200 triệu đồng làm tuyến đường liên thôn dài hơn 200 mét, 65 triệu đồng cho trường mầm non xã Phú Cường xây dựng bể chứa nước khu vui chơi cho trẻ, 700 triệu đồng nâng cấp chùa của thôn. Những việc làm của bà Bảy và gia đình đã góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Vào khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 6, tại thôn Vân Nghệ xã Mai Động, huyện Kim Động, xảy ra vụ án khiến hai người bị thương nặng. Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Tươi, sinh năm 1974, trú tại thôn Vân Nghệ, đã dùng hung khí chém nhiều nhát vào vùng mặt tay và lưng của chị Nguyễn Thị Đạo, sinh năm 1973, là vợ của Tươi. Thấy mẹ chồng bị hành hung, Bùi Thị Yến, sinh năm 1996, con dâu của Tươi vào can ngăn, cũng bị Tươi chém liên tiếp vào cẳng tay. Cả hai nạn nhân ngay sau đó đã được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Tươi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Kim Động đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời triển khai truy bắt Nguyễn Văn Tươi. Đến 15 giờ ngày 12 tháng 6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Tươi khi y đang lẩn trốn tại khu vực Bãi Chuối thuộc địa bàn thôn Vân Nghệ, xã Mai Động. Tại cơ quan điều tra, Tươi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. để kịp thời phục vụ sản xuất lúa mùa sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch lúa và đẩy nhanh tiến độ làm đất chuẩn bị sâu cấy theo kế hoạch vụ mùa năm 2018 này, toàn tỉnh gieo cấy trên 33.000 ha lúa tập trung nhiều tại các huyện Ân Thi, Phủ Cử, Tiên Lữ. Để công tác gieo cấy diễn ra theo đúng khung thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chỉ đạo các địa phương thu hoạch nhanh gọn lúa xuân theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, đồng thời tiến hành bừa dập gốc dạ ngay sau khi thu hoạch để gốc dạ nhanh phân hủy, đảm bảo chất lượng đất phục vụ gieo cấy lúa mùa tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị giống, làm đất gieo mạ mùa, đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, toàn tỉnh sau cấy khoảng 34.000 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 56 tạ 1 ha. Trong đó, diện tích lúa mùa sớm khoảng từ 10 đến 15% với các giống thiên đô 8, sơn lâm 1, phương thức gieo mạ đền cứng, gieo thẳng, mạ dược, thời gian cấy gieo thẳng từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6. Ở chân ruộng cao vàn cao, diện tích lúa mùa chung khoảng từ 85 đến 90% với các giống chủ lực như thiên niu 8, sơn lâm 1, nếp thơm hương yên, TBR 225. Phương thức gieo mạ đền cứng, gieo thẳng mạ dược, thời gian gieo cấy gieo thẳng từ ngày 22 tháng 6, kết thúc gieo cấy mùa 10 tháng 7. Vụ mùa năm 2018, tỉnh tiếp tục hỗ trợ nông dân các giống nếp thơm hương yên, giống sơn lâm 1 và thiên niu 8 nắm bắt nhu cầu sử dụng của thị trường. Năm 2011, gia đình ông Bùi Hữu Đông ở thôn Cao Xá, xã Hùng Cường, thành phố Hương Yên đầu tư gần 50 triệu đồng mua giống hoa hồng nhung về trồng. Hiện gia đình ông đang có gần một mẫu hoa hồng cho thu nhập cao. Ông Đông cho biết giống hoa hồng cho hoa quanh năm sau khi trồng 3 tháng đã cho thu hoạch lại được thị trường ưa chuộng, giá bán thường cao, giao động từ 2 đến 10.000 đồng một bông. Thời điểm Tết nguyên đán giá bán từ 25 đến 30.000 đồng một bông. Trừ chi phí trung bình một năm mỗi xảo hoa hồng cho thu lãi từ 80 đến 100 triệu đồng, tương đương từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm, cao hơn nhiều cây trồng khác. giai đoạn nhãn phát triển quả là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng khi thu hoạch để đạt hiệu quả cao nhất bên cạnh việc phòng trừ sâu bệnh gây hại các chủ vườn cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời và cân đối do tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc nên năm nào trên một mẫu nhãn của gia đình ông Trịnh Văn Thinh, thôn Nễ Châu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cũng cho sai quả mẫu mã đẹp, chất lượng quả ngon, bán được giá. Ông Thinh chia sẻ để cây tập trung dưỡng chất nuôi quả ngoài bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết như canxi, các vi chất thì cần cắt tỉa loại bớt quả ở những cành sai và cành vô hiệu. Thời tiết hiện nay đang nóng nóng kéo dài việc chăm sóc cây nhãn phải giữ được cái độ ẩm cho cây à, khẩn trương à, bón phân à, vi lượng cũng như là phân bón hữu cơ để cho cái quả được phát triển tốt kết hợp với việc phòng trừ sâu bệnh trong cái thời kỳ quả non và đang hình thành quả này thì cần lưu ý là bón, bón cân đối giữa đạm đơn kali đặc biệt là các thành phần vi lượng và đa vi lượng Giai đoạn nhãn phát triển quả là lúc cây nhãn cần huy động nhiều nhất dinh dưỡng. Do đó, giai đoạn này, bà con cần tập trung chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cân đối cho quả phát triển nhanh. Bên cạnh đó, với điều kiện thời tiết nắng nóng như những ngày vừa qua, ngoài bổ sung dưỡng chất cho cây nuôi quả, các chủ vườn cần chủ động cách 5 đến 7 ngày tưới nước cho cây một lần sẽ giúp cây phát triển và giúp phân bón thẩm thấu tốt, đồng thời tránh hiện tượng cây bị sốc nước, giảm dụng và nứt quả khi gặp mưa đột ngột một trong những yếu tố quan trọng nhất cho giai đoạn này thì chúng tôi cũng khuyến cáo các nhà vườn có thể chúng ta đưa một số cái chế phẩm phân bón lá cao cấp như là cái bom flower là cái dạng phân bón lá dòng nano cao cấp và giúp cho cái quả nhãn lớn nhanh cho giai đoạn này và làm cho cái cùi của quả nhãn dày và giòn ngọt bên cạnh đấy thì chúng tôi còn có thêm một cái giải pháp nữa là cái sản phẩm silimax Cinemax uh, thì nó gồm có chứa ba cái nguyên tố quan trọng nhất cho cái giai đoạn này của cái nhãn đây là canxi, kali và silic. Đây là ba nguyên tố mà giúp cho cái quả quả nhãn lúc này nó hạn chế nứt quả và giúp cho cái vỏ của quả nhãn nó dai và sau này giúp cho cái cùi của quả nhãn nó giòn và nó ngọt. Giai đoạn này, việc tăng cường chế độ chăm sóc để nhãn phát triển cùi vào nước tốt là vô cùng cần thiết. Do vậy, bà con cần lưu ý bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng và vi lượng cần thiết cho cây để cây phát triển đồng đều, hạn chế dụng và nứt quả. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ta thu hút nhiều doanh nghiệp vào sản xuất, hiệu quả nuôi cá lăng trên sông Hồng. Anh Nguyễn Trung Tuyến, gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới. Kính mời quý vị và các bạn chú xem.